អ្នកនាំពាក្យសមាជិកម្នាក់បាក់ថ្មិញដួលសន្លប់និងមួយចំនួនទៀតក្នុងរបួសក្រោយប៉ះទង្គិចជាមួយកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុននាងកាវលនៅពេលពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅពីមុខក្រុមហ៊ុនដើម្បីជំរុញឲ្យធ្វើការនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋដោះស្រាយវិវាទការងារតាមច្បាប់ខណៈកតកមួយរូបត្រូវក្រុមអាជ្ញាធរដេញស្ទាក់រារាំងមិនឲ្យចូលទៅកន្លែងតវ៉ា ការប៉ះទង្គិចនៅពីមុខក្រុមហ៊ុនលបែងដធំនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមកោតកបន្តចេញតវ៉ានៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះខណៈត្អូនត្អែជាថ្មីថាថៅកែនាការបានរំលោភសិទ្ធិកម្មករនិងសហជីពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំណែកអាជ្ញាធររដ្ឋបានខកខានអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដែលអូសបន្លាយជាងមួយឆ្នាំនេះ កតកនឹងជាសមាជិកសហជីពបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុនNagavel កញ្ញារឿនមុំម៉ារីណេតថ្លែងថាក្រុមកតកបានចេញតវ៉ាទាមទារដំណោះស្រាយវិវាទការងារតាមច្បាប់ដែលជាទូទៅត្រូវឈរនៅក្បែរក្រុមហ៊ុនដែលមានវិវាទកញ្ញាបន្តថាពួកគាត់មិនមានចេតនាចូលទៅខាងក្នុងក្រុមហ៊ុនឡើយគឺគ្រាន់តែឈរនៅប្របនឹងក្រុមហ៊ុនតាមច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវសាធារណៈយ៉ាងណាកញ្ញាថានៅពេលពួកគាត់ដើរទៅឈរនៅប្របក្រុ
bị chiên đo cá bạc tùng kích, bật tiên bật tùng khía, rồi hốt cô ta có mua chồng nuôn ở đâu đó bộ phòng đài. Cô ta có cổng hôn nàng cá rụng ni bần thêm tha, khăn nông nụ cô ta có mua rụng bạc thâm ánh, đùa sẵn lọp nâng cô ta có mua chồng nuôn tiết ở đâu đó bộ. Cả nhà cha tốt tha sẽ cảm ạp hiệp rìa ràng ní chứ cá rụng lốp xét phương cô ta cam đau sẵn tê vị thi rồi bọc cá mà có, tam chú bắp sẽ đầy bị càng nghỉa. Bên năng cứ bùi dương tiêm tiêu cho được khẳng nông nè, bần tay dương bần mến cho được khẳng nông nà gà, tê dương cho trâm tập rộp rộp bông lại nà gà hẳng nâng tê, bần tay trâu bán ham khót đòi ở kháng sản sọc. Hình chăng là bên năng ở cơ kê bán đạ rà báng đi ở đá bùi nhâm châu tê, ta bùi nhâm chi nhâm châu hình chăng á nè. Là bên bùi quạt ham khót chăng tới quạt khóa bạch nè, cứ quạt nhập rá nóng bốc vô làm đường. Cái lãnh cho rộp để bông tha nóng, cái lãnh nóng trâm trâu tam cho bạp tỉ. Chà, trâm trâu tam cho bạp. Khi nóng cho bạp cái bán cháy hai sân tỉ ca thua câu tỉ cám cứ cho chốt prong rộp, nóng rộp bông nà gà vô làm đường. Bên đặt hình ảnh lãnh phố nó đã cho chẳng bông cẩn thả năng phát phố thì. Chà, năng với phát phố đó sức cô ta cảm khăn mệnh đến thủ cô ta cảm cái chai nó không phải ra cho bà hai cho hai đáy bàn chụp bông dân dơ sức. Đại chai nó không phải ra cho bà mà nó vót bài cho tao bán ham khôn đang nằm nằm mệt nâng. Châm nay cô ta có mười tiệt cư cả nhà Kim Sọc Há, lực lăng tha, quát trời ở nhà đánh xe rừng chán, rìa riêng mình áo chôn từ cần lãnh to và chứng mới cô ta có ái tiệt đòi bùng bình trịa hạt phấn. Và tôi quát bình dưới tha quát chỉ cô ta có một tiêm tia đọc đọc nọc sài vì việc ca nghĩa cả đời. Cô ta có nà cả vớ nơi thay sốc nít bàn nôm khní dọc chẳng kran chán chân năng từ chậm ăn à hà xâm rập bò rịp hộp. Nơi bị một cổng hôn casino nà cả vớ tìm mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Đói ách ăn thà dọc một kênh nơi bị một cổng hôn nà cả. Đâm bây to su mật tệ đòi sân tệ vị thí. Khả nông nay chúng rung ai thật cài cổng hôn nâng cổ xuống sạp bàn hà rốt. Đọc sài vì việc ca nghe ni đòi đồng lạp hiệp. Chiếc ca cọt xâm cố, nếu bật ngay thì đọc ra môi khai xây hà ní. Anh nhà thốt liệt bị ai sân thân nâng xì vớt bảo mạng hà sập nẹ. Bàn cho khó mơ bảo mạng mở đôi hà sập mạch bị cổng cổ tờ cổ. Vì ổ đi màn ai tiện tông xông ca cháu lai to bì nền ông bì rõ tờ ba đi thân ní phân ông bình. Lục mệt miệng phẹo cả đây bàn tê nơi thường ngay thì đọc ra môi khai cả nhà ní. Đòi tu ra sập chôl tài chọp ra vùl. Trong này, cổ xung ca nghiên nâng mật đọc bà đào về chiếc chí viện nơi thường ngày thì đọc răm khai cả nhà ní. Bạn chênh sẽ gây chú đồng nâng bị cao vì vụt nơi cả đọc sân ai vì việc ca nghiên ruộng nơi cổng hôn nà cả vờ. Khả nông nụ cổ xung bình chạy tha phía kì cà mạc con nâng cổng hôn nơi tay mình tôn rõ khơi đồng đọc sân ai đã ai tự tùa dọc bán. Đòi phía kì cà mạc con nơi tay bình to tiêm tia châu thua cao vĩnh. Rìa phía kì thả cái nơi tay mình prom tự tùl. Giang nà phía kì tầng pi nâng bà chung chỉ thăm mây tiệt nơi thường ngày thì bà mùi khai tổ là. Cơ sông ca nghiên sản ở phía kỳ tầng pi dục dô khía cho rùm bình chọc vì việc ní, xa hạ ca chung mùi ở nhà thô đòi sân tệ vị thí, rẽ xa sân đạp thân hộp xa thân nạ, nâng trâu rẽ xa phiếp sân ngọc sân ngạt. Cơ sông ca nghiên bán prap ở bộ cố đai mân phía bôn nâng vì việc ní, công cho rùm tòa hòa. Bà tàm cơ sông ca nghiên, bao vì việc ní mân ách xoay rộng đồng nọc sài bàn tế, cứ nâng bình chun từ tòa lạ cá, đâm bày đọc sài chia chung hiên trong cõi. ประเทศสมปองสหชีพกัมพูชีเนี่ยแสดงยังสมพรยลธาการได้กำลังสันติสกรบกรมหุนนาการเรียงมันอ้อยโกตะกอบันเชอร์ในจวบนังกรมหุนระหดเชียนดอลการองระบบแบบนี้คือจิการุบลบเสร็จเนื่องจิการอนุวัตเข้าไปฉบับแสดงปีการทั่วโกตะกัมได้เมียนใจในกัมพูชีกลายเป็นนุเนี่ยแสดงธาครมกรรมกรกรวนแต่ทั่วโกตะกัมได้ใบเตรียมตีอ้อยกรมหุนกรบฉบับกัมพูชีเนื่องเรศาสหชีพการเปียเสร็จกรรมกรขมายใต้ปะหนอ เนี่ยใส่ข้อจัดได้ยาทอรอดปรองเงยกันตายนั่งวิเวียนกลางเงี้ยโดยทาตุงเบอร์นี่ฉลองบัญชังท่ารัฐาภิบาลเมียนตุ่มโนแต่เลือกกรมหุ่นไอกระชนเมียนลุยจีเชียงกัดดอกกรรมกรขมายต้นซอยได้กำปองดังเฮาอีรอกชมหน่วยถ้ายังกัดท่าด่าปัญหาเลยตกแต่เจี๊ยดเอาตกแต่เจ็ดคนแต่เจี๊ยดเมียดอยประคำเอาที่นามวย
tôi vô sầm nong chuyện lôi cả hai chục anh chẳng không cất thà toàn mình mỗi vì ở mình bậc hai nhầm pi giúp để thoa đây đôi chia riêng bánh hà đẹp quan cà phê đâm quạt làm bài bạc mà bài quạt đẹp quan mà cá chập luôn cầm riêng cầm hai sẽ cầm chân chập luôn mày đặt non dạ chip ấy xây xây như nãy không cất thà viên mình chỉ chúng ta chờ rồi đầm nát say ở nên đây để tới chụp có ở miền bánh hà nó cần là thông tới hẹp đậm máu từ lọp mà vĩnh bánh hà nó cửa cần từ ấp lại ban từ tiệt អ្នកស្រីយ៉ាងសុផុនបន្តថាបរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តអូសបន្លាយវិវាទការងារនេះទៀតកម្មករខ្មែរត្រូវរងគ្រោះកម្ពុជានឹងកាន់តែខូចឈ្មោះនិងរងនឹងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានកើតឡើងជាង1ឆ្នាំមកហើយក្រោយពេលក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកចំនួន 1,329 នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសរុបជាង 8,000 នាក់ពីការងារក្រោមហេតុផលថាជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាបុគ្គលិកដែលចេញធ្វើកោតកម្មជិត9ខែមកនេះអះអាងថាការបញ្ឈប់នោះដោយសារថាកែមានចេតនារំលាយសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករឲ្យអស់ពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះ